Rồi cái bộ này á thì mình sẽ bán cho mọi người với cái giá là 2 triệu 8 trọn bộ nha mọi người. Không xá lẻ nha. Bộ này là 2 triệu 8 trọn bộ, một ông 12 sò cho con mắt và một đôi lo bát 25 đôi chép kèn. Đó, 2 triệu 8 trọn bộ mọi người. Tất cả mọi người nha, hôm nay mình sẽ lại tiếp tục lên cho mọi người một bộ nghe nhạc karaoke gồm có một con âm ly 12 sò hiệu với con mắt. Nó có 4 hàng mic và 8 lỗ mic, mọi người tha hồ cắm luôn nha. Toàn bộ là nguyên zin và một đôi loa bass 25 đôi, 2,5 tấc đôi mọi người. Là mỗi cây nó có 2 bass nha, 2 cây là 4 bass và 2 chép kèn 250. Mới rực rỡ mọi người. Lưới là đẹp kinh khủng. Tem là còn sáng rực luôn. Bộ này về lấy về là chỉ quét bụi sơ là bán mọi người, đã vệ sinh sạch sẽ, mọi người về chỉ việc cắm điện và hát thôi. Còn nó đẹp từng góc cạnh mọi người. Long lanh. Lo âm ly cũng đẹp hết. Đây là mặt sau của nó nè mọi người. Mặt sau của âm ly thì có hai quạt tản nhiệt hai bên luôn nha. Chạm bông sen nè, chạm bông sen rất là đẹp luôn, len ken nha mọi người. Âm ly 12 sò lo 2,5 tấc đôi đó, nó bao lực bao hay nha mọi người. Chỉ cần nhích nhẹ là đánh khủng khiếp nha mọi người. Rồi bây giờ mình sẽ test cái echo cho cái mic mọi người nghe thử nè. À, 7 8 7 8 thì chuông, 5 6 thì chuông, 3 4 chuột hàng, 1 2 chuột hàng nha mọi người. Đó liền một một hi hi liền một một hi hi hết bị cô rất hay mọi người. Liền một một hi hi liền một một hi hi liền một hi hi toàn bộ là hoạt động tốt mọi chức năng mọi người. Bộ này thì quá đẹp quá hay rồi mọi người, mới len ken, không có gì để test thêm nữa nha mọi người, mình test ở đây thôi. Rồi cái bộ này á thì mình sẽ bán cho mọi người với cái giá là 2 triệu 8 trọn bộ nha mọi người, không xá lẻ nha. Bộ này là 2 triệu 8 trọn bộ, một âm ly 12 sò cho con mắt và một đôi lo bass 25 đôi chép kèn. Đó, 2 triệu 8 trọn bộ mọi người. Nếu mà ai chốt bộ này thì cứ liên hệ qua số điện thoại 0965 916 992, hoặc là mọi người có thể kết bạn Facebook qua Facebook cá nhân của mình là Nguyễn Bằng Bằng Audio nha mọi người. Facebook cá nhân của mình là Nguyễn Bằng Bằng Audio. Mọi người có thể kết bạn qua Facebook để xem những cái video nó có những cái bài nhạc hay hơn mọi người, hoặc là mọi người có thể inbox trực tiếp qua Facebook để chốt hàng qua Facebook luôn nha mọi người. Và mọi người xem video thì nhớ để lại cho mình một like và một đăng ký để ủng hộ mình nha mọi người. Mọi người sau khi bấm đăng ký thì mọi người nhớ bật cái chuông thông báo ở kế bên để khi mà mình lên những cái video mới mọi người có thể xem được một cách nhanh nhất để chốt những cái món hàng ngon bổ rẻ một cách nhanh nhất cho mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn. Xin chào tất cả mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo nha.